Chương trình này được bảo trợ bởi Loan Factory 714-444-9999, thắp bạn so sánh. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa McChicken, McDouble hay Hot and Spicy McChicken chỉ có $3.50. Đinh Quang Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Little Saigon TV. Xin chào bác Thái. Kính chào quý khán giả của Little Saigon TV, chào cô Ngọc Lan. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 18 tháng 8. Ngày hôm qua trong chương trình Cà phê sáng thì Ngọc Lan có nhắc đến cái chuyện mà Foodstem đã chính thức được chấp thuận cho tăng lên 25% kể từ tháng 10. Tức là đối với tiểu bang California thì trong thời gian qua từ 1 tây tháng Giêng năm 2021 đã có cái chương trình rằng là tăng lên 15% cái tiền Foodstem, và chương trình này sẽ kết thúc vào ngày 31 tây tháng 9, và ngay sau đó thì lại là cái chương trình tăng Foodstem cho của toàn liên bang. Ngày hôm qua thì cũng trong chương trình đó Ngọc Lan có nhắc đến là có một số nhà hàng ở đây cho sử dụng cái thẻ Foodstem, tức là thẻ EBT. Thì Ngọc Lan nghĩ rằng là những người mà xài thẻ này á, họ biết được chương trình này, nhưng mà không ngờ sau khi cà phê sáng xong thì rất là nhiều điện thoại của khán giả gọi tới, cũng như là nhiều người đã nhắn hỏi riêng rằng là những nhà hàng nào thì nhận cái thẻ Foodstem. Làm Ngọc Lan cũng bối rối và phải đi tìm hiểu ngày hôm qua thì biết được rằng là ở quanh cái khu vực này, cái chương trình mà có thể mua thức ăn ở tại một số nhà hàng mà dùng thẻ EBT để mà trả đó, thì thật ra nó gọi cái chương trình đó là Restaurant Meal Program, tức là RMP, dành cho những người từ 60 tuổi trở lên, những người mà có những cái khuyết tật, rồi những người homeless, tức là những người mà gặp khó khăn trong vấn đề mà tự nấu đồ ăn ở nhà, thì bây giờ quý vị đó có thể dùng cái thẻ Foodstem của mình để mà đi mua đồ ăn ở một số những nhà hàng mà được tiểu bang Cali chấp thuận. Thì trong đó đó, quý vị đầu tiên ở ngay vùng Orange County đi, hoặc là tất cả những nơi khác, quý vị đến nhà hàng nào mà quý vị thấy họ dán ở phía trước cái dấu hiệu giống như thế này nè, cái màu cam rồi có chữ RMP, tức là Restaurant Meal Program, thì quý vị biết rằng nơi đó dùng cho phép dùng thẻ Foodstem để mà trả. Quý vị vào đây để order đồ ăn. Thì ngày hôm qua Ngọc Lan đã làm một vòng để hỏi quanh đây có những nhà hàng nào để giúp cho quý vị cao niên đó. Thì biết được là Song Long, nhà hàng Song Long có nè, nhà hàng Thành Mỹ ở trên đường Bonsa là chấp thuận cái này. Phở thố ở Brooker, phở Lizards ở Fountain Valley, quán Long Hải Restaurant, Long Hải Restaurant chứ không phải là Sông Hải ha, Long Hải ở Thurston. Thì đó là những nơi nhà hàng Việt Nam mà quý vị có thể quen thuộc. Ngoài ra đó thì còn rất là nhiều những cái tiệm ăn khác, nhưng mà ở đây có những nơi mà nhà hàng của Mỹ thì nhiều hơn, ví dụ như là KFC, như là McDonald's, Pizza Hut, Subway, rất là nhiều. Nên quý vị, nếu quý vị muốn tìm đó, thì quý vị vào ở trong cái website, quý vị gõ vào cái zip code hay là cái nơi của mình muốn tìm, thì quý vị sẽ thấy người ta đưa ra một loạt những cái danh sách của nhà hàng. Ví dụ như bây giờ mình tìm cái chỗ mà nhà hàng ở khu vực vào Westminster đi, zip code ở đây 92683, thì quý vị gõ vào nó cho ra ở trong vòng, ví dụ như là 10 mai vòng quanh đây thì ra nhiều lắm. Nhưng mà như là Ngọc Lan đã nói, phần nhiều là những nơi mà bán giống như là thức ăn fast food vậy đó. Pizza Hut nè, rồi cái chỗ này là bán gà nè. Có cái đồ ăn mà cái tiệm của Nhật đó, Yoshinoya, cũng có rất là nhiều nơi. Nhưng mà riêng với những nhà hàng Việt Nam đó, thì đến giờ này Ngọc Lan biết được là
quán Song Long, Thành Mỹ, phở Thố, phở Lisa's, tiệm có bánh mì Cali nữa, bánh mì Cali. Nhưng mà không phải chỗ nào cũng có một số ở thành phố. Thì nếu có thông tin chi tiết hơn ở những tiệm nào thì Ngọc Lan sẽ thông báo thêm cho quý vị biết. Thưa quý khán giả, sáng hôm nay thì tin của National Public Radio và đài truyền hình CNN chiếu cái hình ảnh cho thấy rằng những trẻ em, thanh niên, phụ nữ và những người đàn ông tại Haiti bây giờ đang sống trong hoàn cảnh hết sức là khó khăn sau khi cái vụ động đất 7.2 đo được trên địa chấn kế Richter đã phá hủy một phần cái xứ sở này. Và con số cập nhật sáng hôm nay cho biết là tổng số người bị chết vì cái trận động đất đã lên tới 1.941 người, gần 10.000 người bị thương, 7.000 căn nhà bị phá hủy hoàn toàn, 5.000 căn nhà khác bị phá hủy vừa phải và 30.000 người không có nhà cửa, họ phải sống ở ngoài lều trại, thậm chí sống ngoài đường. Bệnh viện, trường học, các văn phòng, các nhà thờ đã bị phá hủy rất nhiều. Hiện nay đó thì Haiti còn bị một cái trận mưa và bão nhiệt đới, cái trận bão nó có tên là Grace, đang khiến cho tất cả mọi cái nỗ lực mà cứu trợ dành cho những cái nạn nhân trận động đất Haiti rất là khó khăn. Một điều khá may mắn là cái trận bão này sáng nay đã di chuyển về hướng đông nam để tiến về phía Cuba, nhưng mà vẫn có mưa và nước lên cao. Các tổ chức y tế thế giới đang kêu gọi là mọi người nên hướng về cái tình trạng khốn khổ của người dân Haiti. Chúng ta cũng biết là đã có một cái trận động đất xảy ra tại Haiti cách đây một thời gian khoảng 10 năm và tổng số người bị chết trong cái trận động đất đó là lên tới 200.000 người. Và đó là lý do tại sao mà lúc đó chính phủ của Mỹ đã đưa ra một cái chương trình đặc biệt là tất cả những người nào mà Haiti mà đang sống tại nước Mỹ lúc đó là đi làm việc hoặc là đi du học vân vân thì sẽ không bị, dù là họ không còn cái thời hạn ở lại Mỹ nữa, nhưng mà quốc tịch Haiti vẫn còn được lưu lại cho tới ngày hôm nay, chưa bị ảnh hưởng bởi cái chuyện mà bị trục xuất về. Sáng hôm nay thì tin của báo chí cho biết là trong ngày hôm nay thôi, Tổng thống Joe Biden sẽ nói chuyện về vấn đề chích cái mũi thứ ba cho dân chúng Hoa Kỳ. Tại sao đích thân Tổng thống Joe Biden phải nói? Bởi vì cái tình trạng COVID-19 lây lan biến chủng Delta cho tới bây giờ thì đáng sợ quá. Cả một cái học khu ở bên Florida có vào khoảng 5.000 sinh viên đang bị cô lập hoặc là bị gọi là quarantine, tức là bị isolation là cô lập, quarantine mình dịch là gì cô Ngọc Lan? Là một đằng là cô lập, một đằng là cách ly y tế, mình dịch như vậy đi. Tại sao họ phân biệt hai cái điều đó? Isolation trong cái định nghĩa của CDC tức là mình phải tự cô lập mình lại sau khi mình biết là mình bị dương tính COVID-19, không tiếp xúc với ai cả, thì đó là isolation. Còn quarantine có nghĩa là ở mức độ nhẹ hơn, sau khi mà mình đã gặp gỡ với một người mà người đó bị dương tính COVID-19. Thì hiện nay một học khu ở bên Florida có trên 300 thầy cô giáo và hơn 5.000 học sinh đang phải cô lập và bị cách ly y tế vì cái mức độ lây lan của Delta COVID-19. Ngoài ra thì nó đang xảy ra một cái cuộc gọi là tranh luận gay gắt giữa một bên là thống đốc và các tiểu bang do Cộng hòa lãnh đạo. Không muốn các trường học khi mở cửa trở lại có một cái luật là bắt sinh viên học sinh phải mang khẩu trang. Trong khi đó thì có rất nhiều học khu ở các tiểu bang họ chống lại cái này, điều đó. Họ bảo là bây giờ nếu cần thì phải đưa lên tố cáo pháp viện, bởi vì họ không thể nào chiều theo cái ý của cái ông thống đốc tiểu bang đó, không bắt sinh viên học sinh mang khẩu trang để dẫn tới cái hậu quả như cái năm 2020 vừa rồi, khi mà cái hàng triệu học sinh đã phải ở nhà học qua online chỉ vì cái mức độ lây lan của COVID-19 quá nhiều. Đây là một cái chuyện mà bây giờ tố cáo pháp viện tại Houston, Texas đã vào cuộc và chắc chắn sẽ còn kiện cáo tại các tiểu bang nữa, chứ không riêng gì Texas mà thôi. Thành thử ra Tổng thống Joe Biden sẽ có một cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Ông lại một lần nữa thúc giục mọi người nên mang khẩu trang. Cảm ơn cô Ngọc Lan. Cái hình ảnh này cho thấy rằng ông thống đốc của tiểu bang Texas là ông Abbott đã loan báo ông bị dương tính COVID-19 và giờ phút này đang cô lập, không tiếp xúc với ai cả. Văn phòng của ông chỉ liên lạc với ông qua điện thoại mà thôi, với lại qua hệ thống Internet.
đệ nhất phu nhân của tiểu bang Texas thì may mắn là thử nghiệm kết quả là âm tính. Sở dĩ ông này quan trọng đối với tin tức từ hôm qua tới giờ bởi vì ông là người chống kịch liệt cái chuyện mà các trường muốn học sinh phải mang khẩu trang. Ông nói là không có cái chuyện đó. Ông bảo là dân chúng tại Texas có đủ khôn ngoan để họ chọn cho họ cái cách nào mà bảo vệ sức khỏe của họ. Cho nên please, vui lòng các học khu đừng có dính gì vào cái chuyện mà bắt học sinh phải mang khẩu trang cả. Thì sáng nay National Public Radio cho biết là có thể sẽ dẫn đến một cuộc tranh luận như vậy, là cái quyền còn lại là của bố mẹ học sinh. Nếu bố mẹ học sinh yêu cầu con tôi phải mang khẩu trang thì có thể là cái lệnh của thống đốc không đi tới đâu cả. Nhưng mà ông Abbott đã bị dương tính rồi. Thì chiều nay chúng ta sẽ đón nghe cái lời phát biểu của ông Biden về vấn đề chích vaccine. Cái câu hỏi mà hôm nay được tham vụ báo chí tại Bạch Ốc là Jen Psaki nói là sở dĩ mà quan trọng là bởi vì thế này, trong lúc mà thế giới đang nhiều quốc gia người dân người ta không có vaccine chích, thì bây giờ người dân Mỹ lại được hưởng một mũi thứ ba, thì vấn đề là cái kho dự trữ của nước Mỹ đủ tới mức nào, độ nào để cung cấp mũi thứ ba đó cho toàn thể dân Mỹ mà đã chích hai mũi rồi. Xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần bảo trợ thương mại với những tin tức liên quan đến đời sống.